Ok anh em, sau rất nhiều tấm ảnh về Kitsune thì cuối cùng admin cũng cho ra trailer về update mới. Video này tôi sẽ cùng anh em xem lại trailer và phân tích một chút để xem trái Kitsune có mạnh không. Trước khi vào thì để tôi răn đâm lấy hên cái. Ok thì đây là ngoại hình dạng người của trái Kitsune. Ở đây chúng ta sẽ có thanh nộ. Khi phun thanh nộ thì sẽ mọc lên ba cái đuôi. Animation và hiệu ứng khi chạy, lướt, nhảy sẽ thay đổi khi ăn trái Kitsune. Chiêu ít của Kitsune có khả năng auto aim vào mục tiêu. Chiêu C thì như bờm vĩ thú. Khi phun thanh nộ thì có thể biến hình thành dạng cáo. Một con cáo 5 đuôi. Điều đặc biệt là đồng đội có thể ngồi lện. Như các trái sâu ăn khác, khi biến hình thì chiếu thước sẽ mạnh và to hơn. Chiêu này nhìn đẹp vãi. Vẫn là bơm ví thú nhưng mạnh hơn. Và trái Kitsune còn có thể đi trên biển được. Tiếp theo là cây kiếm mới. Một vài phụ kiện mới. Cuối trailer là đảo mới, và đảo này sẽ nằm trong vùng biển 6.